Bài thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Matthêu. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế và thưa với họ: Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp người cho các ông. Họ liền ấn định cho 30 đồng bạc, và từ đó hắn tìm dịp thuận tiện để nộp người. Ngày thứ nhất tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: Thầy muốn chúng con sửa soạn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Chúa Giêsu đáp: Các con hãy vào thành, đến với một người kia nói rằng: Thầy bảo giờ ta đã gần, ta sẽ mừng lễ vượt qua với các môn đệ tại nhà ông. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu truyền và sửa soạn lễ vượt qua. Chiều đến, người ngồi bàn ăn với 12 môn đệ, và khi các ông đang ăn, người nói: Thầy bảo thật với các con, có một người trong các con sẽ nộp thầy. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi người: Thưa thầy, có phải con không? Người trả lời rằng: Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với thầy, đó chính là kẻ nộp thầy. Thực ra, con người sẽ ra đi như đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ sẽ nộp con người, thà người đó đừng sinh ra thì hơn. Giuđa kẻ phản bội người cũng thưa người rằng: Thưa thầy, có phải con chăng? Chúa đáp: Đúng như con nói. Vậy khi mọi người còn đang ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta. Đoạn người cầm lấy chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đệ mà phán: Tất cả các con hãy uống chén này, vì này là máu ta, máu tân ước, sẽ đổ ra cho nhiều người được tha tội. Thầy bảo cho các con biết, từ nay thầy sẽ không còn uống chất nho này nữa, cho đến ngày thầy sẽ uống rượu mới cùng các con trong nước cha thầy. Sau khi hát thánh vịnh, thầy trò liền lên núi Ô-liu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo các ông: Tất cả các con sẽ vấp phạm vì thầy trong chính đêm nay, vì có lời chép rằng: Ta sẽ đánh chủ chăn và các chiên trong đoàn sẽ tan tác. Nhưng sau khi thầy sống lại, thầy sẽ đến xứ Galilê trước các con. Phêrô liền thưa: Dù tất cả vấp phạm vì thầy, riêng con sẽ không bao giờ vấp phạm. Chúa Giêsu đáp: Thầy bảo thật các con, chính đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Phêrô lại thưa: Dù có phải chết cùng thầy, con sẽ không chối thầy. Và tất cả các môn đệ cũng nói như vậy. Rồi Chúa Giêsu cùng đi với các ông đến một chỗ gọi là Giê-xê-ma-ni, và người bảo các môn đệ: Các con hãy ngồi đây để thầy đến đằng kia cầu nguyện. Đoạn Chúa Giêsu đưa Phêrô và 2 người con ông Giê-bê-đê cùng đi. Người bắt đầu cảm thấy buồn bực và sầu não. Lúc ấy người bảo các ông: Linh hồn thầy buồn đến chết được, các con hãy ở lại đây và thức với thầy. Tiến xa hơn một chút, người sấp mặt xuống cầu nguyện và nói: Lạy cha, nếu được, xin cho con khỏi phải uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý cha. Người trở lại cùng các môn đệ và thấy các ông đang ngủ, liền nói với Phêrô: Chẳng lẽ các con không thức cùng thầy được lấy 1 giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi lâm vào cơn cám dỗ, vì tinh thần thì lanh lẹ nhưng xác thịt thì yếu đuối. Rồi người lại đi cầu nguyện lần thứ 2 mà rằng:
Lạy cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không trao tránh khỏi thì xin vâng ý cha. Đoạn người trở lại và thấy các ông còn ngủ, vì mắt các ông nặng trĩu. Người để mặc các ông đi và đi cầu nguyện lần thứ ba, vẫn lại những lời như trước. Sau đó người trở lại với các môn đệ và bảo: Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ con người sẽ bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Các con hãy trỗi dậy, ta đi nào. Kẻ nộp thầy đã tới. Người còn đang nói thì Giuđa, một người trong nhóm 12 đã đến. Cùng đi với hắn có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc, do các thượng tế và kỳ lão trong dân sai đến. Kẻ nộp người đã cho họ một dấu hiệu. Hắn dặn rằng: Tôi hôm nay thì chính là người đó, các ông hãy bắt lấy. Ngay lúc đó Giuđa tới gần Chúa Giêsu và nói: Rabbi, chào thầy. Và nó hôn người. Nhưng Chúa Giêsu bảo: Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi. Lúc đó chúng xông tới tra tay bắt Chúa Giêsu. Ngay sau đó một trong những người theo Chúa Giêsu giơ tay rút gươm và chém tên đầy tớ thượng tế đứt một tai. Chúa Giêsu liền bảo: Con hãy xỏ gươm vào bao, vì tất cả những kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm. Nào con tưởng rằng thầy không thể xin cha thầy và ngài sẽ tức khắc gửi đến hơn 12 cơ binh thiên thần sao? Mà như thế thì làm sao ứng nghiệm lời kinh thánh bảo mọi sự phải xảy ra như vậy? Lúc đó Chúa Giêsu nói cùng đám đông rằng: Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Hằng ngày ta ngồi giảng dạy ở đền thờ thì các ngươi không bắt. Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong sách các ngôn sứ. Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Những kẻ bắt Chúa Giêsu điều người đến thầy thượng tế Ca-i-pha. Nơi đây các luật sĩ và kỳ lão đã hội họp. Phê-rô theo người xa xa cho tới dinh thầy thượng tế. Rồi ông vào trong dinh ngồi cùng bọn đầy tớ xem việc xảy ra thế nào. Vậy các thượng tế và tất cả công nghị thì tìm chứng gian cáo Chúa Giêsu để lên án xử tử người, và họ đã không tìm được, mặc dù đã có một số đông nhân chứng làm chứng gian. Sau cùng có hai người làm chứng gian đến khai rằng: Tên này đã nói, tôi có thể phá đền thờ Thiên Chúa và nội trong 3 ngày sẽ xây cất lại. Bấy giờ thầy thượng tế đứng lên hỏi: Ông không trả lời gì về các điều người này đã cáo ông ư? Nhưng Chúa Giêsu làm thinh, nên thầy thượng tế bảo người: Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, ta truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không? Chúa Giêsu trả lời: Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Bấy giờ thầy thượng tế xé áo mình ra và nói: Hắn nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì đến nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm thượng đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Họ đáp lại: Nó đáng chết. Bấy giờ chúng nhổ vào mặt người, đấm đánh người, lại có kẻ tát và người mà nói rằng: Hỡi ông Kitô, hãy nói xem ai đánh ông đó. Còn Phê-rô ngồi ở ngoài. Một đầy tớ gái lại gần và nói: Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-xu người Ga-li-lê đó. Nhưng ông chối trước mặt mọi người mà rằng: Tôi không hiểu chị muốn nói gì. Khi ông lui ra đến cổng, một đầy tớ gái khác thấy ông,
liền nói với những người ở đó: Bác này cũng đã ở với ông Giê-xu người Na-za-rét đấy. Nhưng ông thề mà chối rằng: Tôi không biết người ấy. Một lúc sau mấy người đứng đó lại gần và nói với Phê-rô rằng: Đúng là bác cũng thuộc bọn ấy, cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay. Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: Ông không hề biết người ấy. Tức khắc gà gáy. Phê-rô nhớ lại lời Chúa Giê-xu đã nói: Trước khi gà gáy, con sẽ chối thầy 3 lần. Và ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ lão trong dân hội họp bày mưu giết Chúa Giê-xu. Họ trói người và điệu đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô. Bấy giờ Giu-đa kẻ nộp người thấy người bị kết án thì hối hận, đem 30 đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ lão mà nói rằng: Tôi đã phạm tội vì nộp người vô tội, khiến người phải chết oan. Nhưng họ trả lời: Can gì đến chúng tôi, mặc kệ anh. Anh ta ném những đồng bạc đó vào trong đền thờ và ra đi thắt cổ. Các thượng tế lượm lấy bạc đó và nói: Không nên để bạc này vào kho, vì là giá máu. Sau khi bàn bạc, họ lấy tiền đó mua thửa ruộng của người thợ gốm, làm nơi chôn cất những người ngoại kiều. Bởi thế cho đến ngày nay ruộng ấy được gọi là ruộng máu. Như vậy là ứng nghiệm lời tiên tri Rê-rê-mi-a nói: Chúng đã lấy 30 đồng bạc là giá do con cái Israel đã mặc cả mà bán đấng cao trọng. Và họ mang tiền đó mua ruộng của người thợ gốm, như lời Chúa đã truyền cho tôi. Vậy Chúa Giê-xu đứng trước quan tổng trấn và hỏi người rằng: Ông là vua dân Do Thái sao? Chúa Giê-xu đáp: Chính Ngài nói đó. Nhưng khi các thượng tế và kỳ lão tố cáo người thì người không trả lời chi cả. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Chúa Giê-xu cũng không đáp lại một điều nào, khiến quan tổng trấn hết sức ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ trọng, quan tổng trấn có thói quen phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Lúc ấy có một tên phạm nhân nổi tiếng tên là Ba-ra-ba. Vậy Phi-la-tô nói với dân chúng tụ họp tại đó rằng: Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây, Ba-ra-ba hay Giê-xu mà người ta vẫn gọi là Ki-tô? Quan biết rõ chỉ vì ghen ghét mà chúng đã nộp người. Vậy trong khi quan ngồi xét xử, bà vợ sai người nói cùng quan rằng: Xin ông đừng can thiệp gì đến vụ người công chính ấy, vì hôm nay trong một giấc chiêm bao, tôi đã phải đau khổ rất nhiều vì người ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ lão xúi dục dân xin tha Ba-ra-ba và giết Chúa Giê-xu. Quan lại lên tiếng hỏi họ: Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai cho các ngươi? Họ thưa: Ba-ra-ba. Phi-la-tô hỏi: Thế còn ông Giê-xu, cũng gọi là Ki-tô, ta phải làm gì? Họ đồng thanh đáp: Đóng đinh nó vào thập giá. Quan lại hỏi: Nhưng ông ấy đã làm gì nên tội? Chúng càng la to: Đóng đinh nó vào thập giá. Bấy giờ Phi-la-tô thấy chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân chúng và nói: Ta vô can trong vụ đổ máu người công chính này, mặc kệ các ngươi. Toàn dân đáp: Hãy để cho máu nó đổ trên chúng tôi và trên con cháu chúng tôi. Bấy giờ quan phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Chúa Giê-xu thì trao cho họ đánh đòn, rồi đem đi đóng đinh vào thập giá. Bấy giờ lính tổng trấn liền điều Chúa Giê-xu vào trong công đường
và tập họp cả cơ đội lại chung quanh người. Họ lột áo người ra, khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi cuốn một vòng gai đặt trên đầu người và trao vào tay mặt người một cây sậy. Họ quỳ gối trước mặt người mà nhạo báng rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái! Đoạn họ khạc nhổ vào người và lấy cây sậy đập trên đầu người. Khi đã chế nhạo người xong, họ lột áo choàng đỏ ra, mặc y phục cũ lại cho người và điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Lúc đi ra, họ gặp một người thành Cyrene tên là Simon, liền bắt ông vác đỡ thánh giá cho người. Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Họ cho người uống rượu hòa với mật đắng. Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo người để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: Chúng đã chia nhau áo ta, còn áo ngoài của ta chúng đã bắt thăm. Rồi họ ngồi lại canh người. Họ cũng đặt trên đầu người bản án viết như sau: Người này là Giê-xu, vua dân Do Thái. Lúc ấy, cùng với người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả. Những người đi ngang qua lắc đầu chế giễu người và nói: Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong 3 ngày. Hãy tự cứu mình đi. Nếu là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá đi. Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo người mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình. Nếu nó là vua dân Do Thái thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi, để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa. Nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: Ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với người cũng nhục mạ người như thế. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, tất cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ 9 thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lama sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: Nó gọi tiên tri Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, nhúng đầy giấm và quấn vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự việc xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói: Đúng, người này là con Thiên Chúa. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa. Họ là những người đã đi theo giúp Chúa Giêsu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse, và mẹ các người con của Zebedê.
Tới chiều có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse, cũng đã là môn đệ Chúa Giêsu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khăn sạch và đặt vào mộ mà ông đã được cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mộ lại và ra về. Còn bà Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là 6 ngày chuẩn bị lễ mừng, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình rằng: Thưa Ngài, chúng tôi nhớ lúc sinh thời, tên bị bợm ấy có nói, sau 3 ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin Ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ nó đến lấy xác rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại. Và như thế, sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước. Phi-la-tô trả lời: Các công đã có lính canh thì cứ đi làm mà canh như ý. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ. Đó là lời Chúa.